chùa mình dưới bắt đầu ngày mai đưa một bà cụ lên đài quả táng nữa. Mẹ cô Chinh á, Chinh thường đến chùa nấu ăn rồi này kia. Bà cụ nằm cũng lâu, bà cụ đó bà hạ cũng 5-6 bà đó. Từ cấp Tết tới giờ chùa mình cũng vớt khoảng 9 người đó quý vị. Nghe không? Cũng được quá ha. Chính rồi đó. Vì bên đây nữa là tính ra cũng gần 20 vậy đó. Tết vậy. Thì quý vị biết rằng là mẹ cô Chinh này là nghề sát sanh nặng lắm. Hồi xưa dưới quê miền Tây mà người ta ưa có ghe quý vị, người ta chở đi, chở cá đồ đi, người ta mua cá cha thì về chặt đầu, lóc thịt nó để làm mắm hoặc làm khô. Và sát sanh nhiều lắm cũng vì gia đình. Quý vị biết rằng là bệnh đau nằm thê thảm lắm. Và mấy ngày trước mà khi gần chết phía sau nó hủng một cái lỗ bự vậy nè, lỗ bự lớn nè. Mà cô Trinh cô thấy rằng là nó hư hoại hết rồi, mà nó còn bám cái da lại quý vị. Cô Trinh cô nói rằng là con thấy mẹ con đau quá, con chịu không nổi, cố gắng thầy ơi, con lấy cái kéo á thầy, con đút vô cái da mình nó dai lắm thầy ơi, con cắt, con niệm ai với đạo Phật, con cắt mà nó bự hơn cái để mời miệng chén nha. Con cắt xung quanh xong con lấy cái da cái kéo con đút vô thịt, con cắt ở dưới, con cắt tới chỗ nào mà thịt đỏ thầy là con biết thịt này nó còn cái chỗ nào mà thịt hoại thì con móc nó ra, con moi nó ra bự hơn cái chén thầy. Rồi nghe mà thấy ớn quá quý vị. Cô nói thầy ô trời, đúng là con người mình nó thúi thầy ô thầy. Những đức nói chuyện này những đức biết mà, hồi xưa hộ niệm cho chú Nguyễn Văn Công những đức nó gành quá rồi, thúi không tưởng tượng được trời ô, nó lông ốc luôn quý vị. Ô ô à, lông ốc luôn, nó thúi không tưởng tượng được luôn. Chú Nguyễn Văn Công hồi xưa thì vì biết rằng là người con nhiệt tình lo cho mẹ, nó nghiệp lực nó trả. Mà như trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói mà, muốn sống không được muốn chết không yên, thê thảm, muốn sống không được muốn chết không yên quý vị biết. Thì moi ra hết xung quanh, moi ra, bà lấy hủng lỗ lớn, lấy một cục thịt đem ra, thịt thúi moi ra hết. Còn bà nói bà nhìn vô trong cái mảng thịt nó đỏ 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 đỏ, thấy kinh khủng chưa. Rồi xong rồi mắc lúc 5 giờ. Rồi hôm qua 5 giờ hôm qua là 24 tiếng liệm đồ xong hết. Rồi bữa nay để là một ngày mà bà cụ này duyên cũng đặc biệt, nhưng Đức thấy vậy thôi kéo qua tới sáng chủ nhật luôn, để làm cái lễ cho bà, cũng người đưa đi ra đông. Từ hôm nay mỗi bà già trong chùa mà mắc á, những Đức đều có đoạn nói chuyện khi đứng. Những Đức thấy hay, một là cho nhiều người già họ có tư tưởng quý vị, họ coi được công đoạn đó. Nên từ nơi đó mà những công đoạn đó quý vị nên cho cha mẹ mình coi, cho mọi người coi, gửi cho nhiều người coi. Công đoạn đó nó ý nghĩa dữ lắm đó, chắc chắn luôn. Thì ngày mai 7:30 chủ nhật đưa lên đài quả táng, thì mình đi đến được thì mình cũng giữ được cái lễ người mắc ở trong chùa, thấy gọn, mình cũng biết cách mình làm, quá gọn ơi. Từ hôm nay ở bên hộ pháp mình là cho các cô khi quan tài là các cô ghinh cho mấy nhỏ gái nó vui, nó vái vậy đó quý vị. Mấy bà vô chùa giết giờ mấy bà cũng muốn làm trai mạnh quá, bây giờ cho ghinh quan tài. Ừ, mấy chú chùa mình cũng ít, bên hộ pháp mấy chú cũng ít, cho mấy chú ông lo việc này việc kia cho mấy cô mình ghinh quan tài, nó tạo thành một cái đồng phục ghinh quan tài rồi này kia rồi ha, nữ hết chứ ghinh quan tài. Kế đó là những đức ghinh phía trước đó. Thì quý vị biết rằng là mắc xong rồi là lay quay, những đức nghĩ con bé 11 tuổi đi nè, mà công nhận con bé 11 tuổi này nghe nó không đơn giản quý vị ơi. Con bé 11 tuổi này mình nghĩ giống như nó là tái lai gì đâu, nó mấy người bình thường quý vị ơi. Ừ, con nít 11 tuổi mà sao mà bình thường mà được như vậy quý vị. Bây giờ nó bỏ ăn rồi, nhưng mà cái đầu của nó bự lên lắm quý vị ơi, mà mặt nó rất là sáng luôn, mặt nó sáng mà đầu nó bự lên, mà nó nằm nó điềm tĩnh lắm. Mình hỏi con có đau không con? Dạ không. Con có niệm Phật được không? Dạ được. Trong tâm niệm con bây giờ muốn cái gì? Con chỉ muốn giảng sanh thôi thầy. Duy trì đúng như vậy mà rất tỉnh táo, rất nghiêm túc, không phải con nít bình thường quý vị ơi. Cái bà cụ mẹ cô Chinh để nằm gằn,
nó hỏi cái cô chăm, cô bà ngoại mất hả cô? Bà cô kia nói à, bà ngoại mất rồi con. Bà ngoại mất khỏe cô ơi, chứ bà ngoại nằm đau đớn lắm, mắt khỏe hơn, niệm Phật gì với Phật khỏe hơn. Bà ngoại mắt xong rồi chắc con cũng chuẩn bị đi luôn á. Nói câu gì đó quý vị, mà nó rất là bình tĩnh, nó không có một cái gì lo sợ hết chứ quý vị ơi. Nó rất là bình tĩnh, nó bình thường, nó không có gì sợ hãi gì chứ. Mình nghĩ nó từ khi mà lúc nó còn khỏe, nó đã không bao giờ muốn đi tìm bác sĩ, nó không bao giờ muốn trị bệnh, nó muốn niệm Phật giảng sanh không à. Này là 100%, nếu nó muốn thì cha mẹ đưa đi liền chứ dễ gì, hiểu không? Nó không có muốn, không có chịu. Muốn ở trong chùa niệm Phật, nó nói trong chùa bình an hơn, ở trong chùa bình an hơn, trong bệnh viện không bình an bằng trong chùa. Nó nói vậy mà, nên nó thích ở trong chùa vậy. Mà những đứa nghĩ bé này sắp đi nè, bé này mà đi mà chắc cuộc kỳ tích đặc biệt chứ không giỡn đâu nghe. Nó đặc biệt quá, nó ai làm gì làm, ai nói gì nói, nó cứ cầm máy bấm số A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà nay nó niệm yếu, nay niệm yếu, hơi thở yếu, mà nằm cứ gì, cứ niệm Phật vậy đó. Hỏi tâm niệm bây giờ con muốn cái gì? Con chỉ muốn Phật rước con về cực lạc thôi, không muốn cái gì nữa chứ. À, nói khi nó còn nói là mà khi mà con mà mắc rồi á, đâu vào đó đàng hoàng hết trơn, hả, báo cho ba mẹ con biết. Hỏi sao vậy? Ba mẹ con lên núm níu, khóc lóc ở đây trở ngại con á, cứ ba mẹ cứ đó ở nhà đi, để cho con đâu vào đó hết trơn đi, hả, báo cho ba mẹ con biết. Ai cho đừng chịu, kêu cái cô chăm, nói cô ơi, cô cầm 1 triệu xuống đưa cho thầy, để thầy phóng sanh đi, làm sớm đi chứ không thôi mình chết rồi mình để tiền lại cũng không bằng lúc còn sống đâu. Ghê thiệt chứ, mình giả cái gì đó nghe hiểu hết trơn rồi trời. Mà ngủ thì ghê á. Mà nó rất là quý mến những đức quý vị. Lúc mà nó còn khỏe nghe, nó nói thầy ơi, con có một cái tâm niệm mà nói ra thấy cũng kỳ, mà không nói ra thì để trong lòng thì nó cũng khó chịu. Nghe thầy giảng thì mình là người niệm Phật, cái gì thì nói đại, được không được thì thôi. Nói thì cái gì con nói đại đi. Nó là con có tâm niệm là con thích ôm thầy 1 lần. Ghê không? Nó nhỏ mà nó những cái lời nói nó lạ lắm quý vị ơi. Xong những đứa nói có gì đâu thì ôm ôm đại một cái thôi gì đâu. Ở đầu nó ôm những đứa lần nó vậy là xong rồi đúng không? À, dạ xong rồi. Đó là tâm nguyện vậy thôi. Tại vì con quý thầy, nhờ thầy giảng pháp con nghe được, nên con bây giờ con mới biết niệm Phật, nên con cảm ơn thầy. Rồi vậy xong, từ hôm nay không có nghĩ gì nữa. Nhưng mà những đức vô thăm là mừng lắm nha quý vị. Rất là thích những đức vô thăm mà khuyên lên là nghe lời 100%. Khuyên là nghe liền, bởi vì cái người đó là cái người đặc biệt đó quý vị. Mình khuyên họ, họ nghe. Nó nhỏ, nó không biết thêm cái gì nữa, chỉ biết niệm Phật không. Nên những đức mong rằng tất cả chúng ta trong cái cuộc đời này đó quý vị, quý vị dù là còn đang khỏe, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khỏe hoài. Chưa chắc đâu. Vì cái vô thường nó bất tử lắm. Vì thấy ông người ta đó, lên máy bay một cái nó rớt cái chết hết trơn cái gia đình người ta, thấy chưa? Ai mà nghĩ rằng cái cuộc vui này mà trở thành cái đám tang khổ đau này đâu. Thấy thảm chưa? Nên mỗi một con người sống trong cái cuộc đời này nó vô thường dữ lắm. Ngày nào cũng là ngày siêng niệm Phật đi. Ngày nào cũng là ngày chăng thật niệm Phật đi. Nó không có cái gì trong cái cõi này mà nó tồn tại đâu quý vị ơi. Ôi. Hiểu chưa? Nên con cái đâu gì, nó thương cũng niệm Phật mà nó không thương cũng niệm Phật nữa. Chồng thương cũng niệm Phật mà chồng không thương cũng niệm Phật nữa. Giàu cũng niệm Phật mà nghèo cũng niệm Phật nữa. Đó, giống như có cái cô bữa đó mà làm cái ký sự phải không? Niệm Phật mà cảm ứng, thấy chưa? Trời ơi, cô nói mà đúng là thiệt ghê thiệt. Bởi vì người không tu, thấy chưa? Đó. Mà công đoạn nó vừa đưa lên có một ngày mà mấy chục ngàn người ta coi. Không cái gì mà nói cảm ứng được là tao phái đó quý vị. Vì mà ứng rồi là phải lắm. Thì biết rằng là cô kể rõ ràng, mà khi mà chồng cô mà sắp sửa, mà ổng giống như ổng tự nhiên giống như ổng sắp sửa chết vậy đó, mà bà nói một câu kể rõ ràng đó, là giống như chồng con không phải chồng con nữa. Mà cái mặt thấy ghê quá thầy ơi, chân mày chỉ dựng lên. Mà kể tới công đoạn này mới ghê nè. Bà nói là ổng nói là xung quanh người ta rất là đông, thấy chưa,
Khi mình gần chết kinh khủng chưa? Tự nhiên xung quanh người ta rất là đông, nói cái gì đâu mà xung quanh đông quá trời đông rồi, mà tự nhiên có người cầm hai cái trống để vô hai cái lỗ tai gõ, ghê chưa? Tại vì niệm Phật quý vị, niệm Phật cho ổng, kêu niệm Phật đi. Họ đem cái trống lại ngay lỗ tai gõ, vậy gõ trống vô lỗ tai đừng có cho nghe niệm Phật, ghê cho quý vị. Thấy chứa ngại chưa? Quan gia bu xung quanh đầy hết, mà ổng là có cái nghiệp quýnh bài. Ông nói rằng nó lợ nó cũng quýnh bài quá trời luôn đó, thấy không? Nó cái nghiệp gì là nó xuất hiện cái chỗ đó liền, quý vị thấy không? Lúc ý niệm trong đầu chúng ta lúc còn sống là nó sẽ hiện hữu ra khi chúng ta gần chết. Cái tâm niệm gì lúc còn sống thì nó sẽ hiện hữu ra khi gần chết. Nếu như quý vị lúc còn sống thường săn hẳn thì cái cảnh giới săn hẳn sẽ đến ào ào. Tự nhiên búa dao nó chém sẹt 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 sẹt. Quýnh bài thì tự nhiên người quýnh bài đến quýnh bài quá trời luôn. Đá gà thì văn đá gà nó kéo đến đá gà trong tâm thức mình thấy. Thấy chưa? Còn đi ăn nhậu thì chắc chắn là bạn nhậu đến nó uống rượu rồi, nó la âm sùm. Vậy thì người niệm Phật, người niệm Phật thì cuối cùng người niệm Phật đến niệm Phật cho mình. Quý vị biết rằng là trong cái cảnh giới của cái người mà niệm Phật, vẫn có người niệm Phật đến niệm Phật cho mình luôn. Và cái người vô hình vẫn có những người niệm Phật đi hộ niệm luôn. Nhớ nha quý vị, có những người đi hộ niệm, tâm thức thích hộ niệm, họ đi hộ niệm, họ cũng chưa được giảng sanh, họ còn mang thân chung ấm, họ cũng còn tâm niệm đi hộ niệm. Nên người gần chết mà người niệm Phật thì người đi hộ niệm mà chết chưa siêu, họ vẫn còn linh thức đi để cảm với những người niệm Phật, họ đến hỗ trợ niệm Phật cho những người đó. Nó có những cảnh giới đó luôn đó quý vị, nhớ nghe. Nên cái tâm lúc bình thường nghĩ cái gì là căn tứ nghiệp thấy cái đó, giống như bằng ngày nghĩ cái gì là bằng đêm thấy cái đó. Cái này quan trọng nè. Bây giờ mỗi người chúng ta xem lại mình, bằng đêm nghĩ gì, bằng ngày nghĩ gì. Nó bằng ngày nghĩ cái gì, bằng đêm thấy cái đó. Nên nhiều người người ta cái tâm niệm người ta nghĩ cái này kia nhiều, bằng đêm người ta mơ mộng người ta nói lên cái tiếng đó, nói lên cái này kia tùm lum la. Nên mỗi một người mình nhận thức gì thì cái tâm nhớ Phật niệm Phật của mình nó càng ngày nó càng mạnh. Nhớ cái tâm nhớ Phật niệm Phật của mình nó càng ngày nó càng mạnh. Đây là cái việc lợi ích rất là lớn. Nên mỗi một người chúng ta về đây mà nghe gì rồi, quý vị cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật, trong cảnh duyên nào cũng niệm Phật, sống vui vẻ, đừng có buồn giận ai để trong tâm. Nhớ nhắc hoài, đừng có buồn giận ai để trong tâm, thì con người này sẽ an lạc vui vẻ, người ta nhìn mình là ta muốn tu. Từ hôm nay chúng ta nghe đạo rồi, nhất định sống vui, không bao giờ buồn giận ai để trong tâm, lúc nào cũng hoan hỷ an lạc. Hay về đầu vào.